ơi anh em ơi. Cửa hàng Audio Bãi An Giang xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Trước mắt quý vị đây là một chân dài đến từ Mỹ. Em nói ra là Yamaha mà tại sao là đến từ Mỹ? Chắc anh em cũng thắc mắc nha. Nhưng mà thật sự là phía sau thùng mới đóng Made in USA anh em. Em không thể nói giao băng được. Có nghĩa là hãng Yamaha này, hãng Yamaha đôi loa này nó được hãng Yamaha sản xuất tại Nhật, sản xuất và lắp ráp tại Nhật. Ủa tại Mỹ em xin lỗi, sản xuất và lắp ráp tại Mỹ. Đôi loa này nó cao tận rằng 1m1, 1m08, 1m09 gì đó, 1m1. Hậu nó rất là sâu 37cm, cho nên nó cho ra cái tiếng bass cực kỳ sâu, cực kỳ quy lực, rất là quy lực. Và chiều ngang của nó là 327cm, gần 1m1 nha anh em. Em nó sở hữu hai bass 20cm, hai bass thật, hai bass điện nha. Củ từ rất là to, đóng Yamaha hết nha. Củ từ hàng nồi nha, Yamaha đóng Yamaha hết. Củ từ rất là to. Củ mít thì là từ đôi, 500 đôi cũng rất là to, chép cũng vậy. Đồ loa này thì karaoke thì tuyệt cú mèo luôn rồi, không phải nói gì nữa hết. Hát khỏi súp luôn. Đôi loa này còn đẹp trên 90%, đẹp gần như thiếu thùng xốp vậy đó. Thành quách góc cạnh thì đẹp tuyệt vời. A2825 Made in USA, công suất 160W, 8 ohm, không còn nghi ngờ nữa anh em. Nó đóng Made in USA rồi, em không thể nói Made in gia băng được nữa. Đây là quát góc cạnh này, đẹp tuyệt vời nha. Đây, Made in USA ha. Số series nữa đây. Tiếng bass cực kỳ quy lực luôn, đánh nhiều dầu bơm. Hàng nguyên sinh, nguyên bản 100%, đánh mà rung cửa, rung vách hết. Chắc sau đợt này phải thiết kế lại phòng mới được. Mấy cái loa dữ nó quánh rung hết trơn anh em ơi. Và em cũng xin báo giá nhanh luôn. Đôi loa này em sẽ bán với giá là 8.500.000 đồng, ship toàn quốc và không bao phí ship. 8.500.000 đồng, ship toàn quốc và không bao phí ship. Giá rất tốt nè, anh em đừng mặc cả nữa nha. Giá này anh em nào nhanh tay thì hốt về. Một đôi loa hay như thế này. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Tiếng bass đánh cực kỳ hay. Em đang ghép với nó con, với con xanh xui AU 7900. Rồi xin cảm ơn anh em đã theo dõi. Anh em nhớ đăng ký kênh để xem được những sản phẩm mới nhất của cửa hàng Audio Bãi An Giang. Xin cảm ơn anh em.